xe bị mắc lại. Bắt đầu video mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bắp chuối hộp này ngon nè, hái không? Bữa hôm nó nhỏ, bữa hôm hai bên nhánh kia. Cái này bẻ đâu làm mứt được rồi nè. Làm mứt không? Cái này đâu được nhiêu. Là bắp đít đi ăn chứ ngon nè, chứ cả đống làm ăn không nổi á. À, biết. Dảnh thì làm. Bẻ cái bắp chuối xin bên đây. Xung quanh vườn ba chồng toàn cây nguyệt quế không, cứ xen kẽ cây này cây kia chút ít. Bắp chuối xiêm này bữa nay khó hái rồi ta. Vừa hái thêm được cái bắp chuối hột nữa, quá trời bự. Bắp nấu lá dứa hả? Cái vỏ bắp để cho nó thơm. Cái vỏ bắp để cho nó thơm. Lột chi hết. Mình lột bớt thôi. Nhiều quá ha. Nó lâu chứ. Bao nhiêu trái? 3 trái 10 ngàn. Kiếm gì vậy sao? Ai chứ làm gì mà cái dứa? Đúng rồi. Không cái bài xa. Cái bài xa với cái dứa khác nhau, cái chỉ bên hông lưng thôi. Đâu có chỉ bên lưng đâu. Cái lằn chỉ xanh vàng vàng. Còn cái gúng ăn cái gúng thịt không, còn con cá này mỡ nhiều quá. Thôi em mua cá khác. Nguyên ăn lựu đạn. Tình hình là bây giờ đổ được mấy xe cát rồi, nó còn hai cái gốc dưới gốc dưới sữa bự quá, không có, chưa có người lăn đi được. Với mấy ông thợ làm thì trưa nay mấy ông mới rảnh lại làm, nhờ mấy ông phụ lăn cái gốc dưới sữa lên. Chứ mình hơi bị yếu, đó giờ không có làm việc nặng nhiều cho nên cái ngồi nó cũng bị đau lưng cho nên là nhìn hai gốc vú sữa đó thấy hơi bị khủng hoảng quá. Sao mày tha gì mày chạy vậy? Hồi đó người ta là bần cưa khúc bự vô phương giác, còn cái này là vú sữa cưa khúc bự vô phương giác. Cái này cầu cả 6 người
6 người trở lên mới lăn cái này lên trên đây nổi. Đổ được qua giờ đổ được chục xe cát. Qua đảo đổ được 4 xe hôm nay, sáng giờ đổ được 6 xe nữa. Cá đầu tiên là cá chiên. Mấy con cá này sáng anh Tư đi bắt. Cái món kho này là cá dứa hả? Cá dứa hả? Cá dứa với cá rúng. Mà cá dứa giả hay gì á. Với kho với lại thịt heo. Này là miếng khô. Còn lại nấu canh chua với lại chuối. Cái này kho chủ yếu mình ướp đường với chút bột nêm thôi nha. Tại vì khô rồi nó hơi mặn. Cái bắp mình nấu bao lâu em? Bữa nay trời gió giống như tháng giêng. Rồi cái này nấu canh chua. Canh chua cũng đơn giản, bắp chuối. Này nêm tí quý à? Nêm tí quý. Chứ thường canh khô này phải nêm cơm mẻ mới đúng sắc đúng không? Cơm mẻ giờ nhà không có. Mặn nha. Khô nó mặn á. Nêm nước mắm nhiều á mặn. Rồi bây giờ tới giờ cơm. Tình hình là mấy ông thợ ông báo là đầu giờ chiều ông vô ông xe vòng vòng xong rồi ba bữa nữa ông mới lại làm, ba bữa nữa ông mới lại làm cái nền sau, cho nên là công trình này kéo dài vài ngày nữa. Rồi xin mời quý cô chú anh chị và các bạn nha, thưởng thức nha. Đây là có mấy con cá đồng. Bên kia là khô. Gió rất là mát. Lâu lắm rồi cô Thắng mới xuất hiện. Xuất
hiện là nguyên nó cao bằng rồi. Mình thắng thì bắt cá à, thắng à, về cho tính chiên à. Trời ơi, nay nó cao quá chị cao rồi trời. Bể tiếng rồi đó. Cao hơn nguyên rồi, hổm nhỏ nhỏ, hôm nay cao bự. Tiếng sao? Tám bảy giờ mới cao con chứ, không em cao hơn. Con không? Nguyên mà ăn cơm nguyên. Mà em bà có chú dùng cơm với Nguyên. Vô. Mời mấy Nguyên nha. Cái này là khô mà nó thắng bảo ăn nè. Đó, khô. Khô nó còn chua. Khô nó còn chua. Cái đó là gọi là cái gì? Xin lo hả? Xin lo nấu với cái gì? Bắp chuối. Bắp chè. Nấu cơm mẻ. Ừ. Để cầm đũa là cầm sao cầm vậy? Chỉ có mình ăn cầm khác không? Cầm dây không? Viên cũng cầm vậy. Tay này nè, mình hở ra hở vô nè. Con anh vậy nè. Con cầm giống như cây kìm vậy đó, vậy mà nó trên đây nó phải hở cái gì đây nó nhỏ à. Còn con cầm vậy vậy con cầm không thích chắc. Bé làm gì không mà. Chiếc đũa nằm trên cái này nè. Ừ. Nhưng mà con cầm vậy nó rất là cứng nha. Để xếp cái chuyện này cho con. Đó. Đây là cầm giống y như tao đó. Ai cũng nói con cầm nó khác giống. Bẻ lừa thương ra. Tập ăn rồi. Xương bỏ hay chán à. Mà có một cái là anh cầm được hai tay. Tay kia cũng gặp đâu tôi. Dạ. Anh cầm được mấy tay hả? Tao chưa cầm giống vậy không? Giống luôn, như thật. Tao trái tao cầm được. Anh có tay mặt rồi. Đó, cái tay nó bị đau rồi. Đây là tay trái. Tập cầm tay này chứ nó quen. Cầm không? Khó nhóc tay không? Thằng thằng lớn của con. Của con á. Thằng của con á. Cá bắt được cổ đó. Ăn thanh gì vô. Ăn cầm màu lớn. Mẹ thương lắm. Giỡn quá, cắn ăn. Trứng nữa. Không. Không. Có kho nữa hả? Dạ. Khô gọi là khô nhanh. Hôm qua phải để ăn sống thôi hả? Sạch dặm mắm mà ăn ngon. Ừ. Đấy em bữa cái anh chua cây anh ăn không nổi là đúng á. Đi ra ngoài nắng rồi dứt chích hồi vô mệt là uống nước xong rồi không hết hết muốn ăn rồi. Mà ăn đâu nổi. Bởi vì cái cơ thể mình nó mệt đó là mình phải cho nó đói. Chứ mệt mà mình cho vô nữa nó không tiêu á, giống như nó không có sức để mà nó tiêu quá. Rồi nó càng mệt hơn nữa. Thanh mặn rồi.
Rồi mẹ ngửi nước ăn. Hồi đó cá chấm mắm ăn không hết. Còn nấm giòn ngon. Xong rồi. Ừ. Mang cơm nghĩa ta. À chắc ngon á, cá ngon. Cá đi thắng à. Ăn cơm màu lớn. Màu lớn không còn. Nó cũng ngon. Dạ. Ráng ăn ngoan ngoan nhiều vô cho toàn lợi đánh quá. Anh nhiều ký hả? Tháng 2, tháng chừng 40, bà mới 40 ký. Nói chừng 15 ký. 15 ký? Nhỏ ký luôn Mỹ luôn hả? Thắng lớn hơn Quyền mấy tuổi? 5 tuổi không? 4. Con nhiều? 13. 13 Quyền chứ. Lớn hơn 4 tuổi. Rồi lớn hơn 4 tuổi mới đẻ Quyền. Hơn 4 tuổi rồi mới đẻ con hả? Anh hát đi ra để mà tiếp. Đó, tháng sinh gà thôi, cái gà nó có chiếc chiếc chiều. Bị đổ nước sôi, chùm chùm đổ nước nó sôi lên rồi. Đổ nước sôi bên giường. Chùm chùm đổ nước sôi phỏng bụng. Đó, nó dắp vào nâu chưa? Chắc bị nước sôi. Chắc dắp vào nâu rồi, biết đi rồi đó. Chắc đi rồi. Để giờ. Cá này đâu phải cá mặn hả? Cá cá dứa cái bà xài cái đúng cái đậu cá gì mỗi lần nó có chua ngon thịt ngon cá mặn hay là cá mặn hai cái đúng dám một trứng còn có cái gọng. Ngon mà không nổi rồi. Hai đứa nhỏ nó phái ăn cá chiên chấm nước mắm chua ngọt. Món ruột luôn. Mẹ nói ngày ngoài ăn cơm gạo lứt sô cô la. Cơm sô cô la. Anh Thắng nói là cho anh Thắng ăn cơm với nước mắm này nó ngon. Nước mắm ngon. Món chính làm cho ăn hủ về để tủ lạnh á. Có cá hay gì đó chiên. Mua cá hay bắt đi bắt cá về chiên rồi cái gót gan. Là bắt làm mà không mấy lẻ thịt, chiên làm cho hủ thịt chiên ăn cũng được mà làm cho hủ bỏ tủ lạnh đi dành em mà bắt gà mái không thịt chiên gà chiên rồi ăn cơm xong rồi xin mời ăn cà na cà lý na. Mấy cái nó này con ăn được không? Không, nó chua không? Cái trái nào mà nó... Này nè, trái này ăn được mà. Làm ăn cả ra. Ăn trái đi. Các bạn á. Được không? Không. Chua mà. Dạ, nó không có chua rồi. Dạ, không chua ăn tán này nữa. Dạ, con mới diễn tả xong rồi, chính là Huyên. Hồi nãy á, anh Thắng ăn, anh Thắng nguyên nữa, tự nhiên cái nhớ là... Lạc lạc gì á. Nè, ăn cà na nè. Nó sao sao. Để cà nghe không ngạo được không cho con ăn. Ừ. Để sao con ăn được. Ăn ngại lắm. Chua mới được hả? Dạ. Thằng này nó khá ăn chua trời. Đây hai trái sống cho nó ăn. Hôm bữa nó ăn gì á? Chanh đó hay nó hay gì á? Có không? Ừ. Có ăn chanh không? Dạ ăn tắc. Ừ. Bữa nó lột tắc kêu nó ăn chấm ớt trụ trù cho nó răng cỏ gì mình không ăn mà ê dùm cho nó. Ừ.
Ai mà thích ăn chua mà ngâm ngọt như em vậy đâu ăn được. Bữa ăn xuống á. Ngay không có chua. Con ngâm vậy rồi con ăn còn con ê găng á. Ngọt hết mà. Con thấy chua mà. Ăn thử cái ơi. Ngọt. Ngọt hết chua đi. Không cần nếm. Đường ngọt lạc quá, ta để thêm trình nha cho nhuyễn cà phê muối, hơn nữa muốn cà phê muối, ngọt. Chiều nay mây quá trời đẹp luôn ha, mây tầng quá đẹp. Wow. Đẹp có bé Quyên nó ngồi nó phá. Rồi, chiều nay thợ làm tới đây xây được cái hàng gạch như là cát được nhiêu đây. Vài bữa nữa, cỡ 2-3 bữa nữa thợ mới làm tiếp. Thợ đi đám ở xa. Rồi xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha. Giờ 6 giờ rưỡi tối rồi, cũng xin kết thúc video tại đây. Kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.